Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ đĩa phim bộ TVB. Phim này cũng sản xuất khá là lâu rồi các bạn. Phim có tên là Thượng Hải Ngày Xưa. Phim này xem rất là hay luôn các bạn. Có những gương mặt quen thuộc của nhà đài TVB. Có Miêu Kiều Dĩ, Hướng Hải Lam, Quỳnh Tông Trạch, Dương Tư Kỳ. Phim này xem nội dung rất là hay. Bộ này mình mua ngay bản của pha phim Việt Nam lồng tiếng luôn nha các bạn. Ngày xưa bộ này mình thích quá nên mình mua hai bộ. Mình còn giữ tới bây giờ luôn. Nên các bạn hãy xem. Và đây là mặt đĩa của bên trong. Cái nhãn đĩa nha các bạn. In ấn không được đẹp mắt cho lắm. Nếu như các bạn thích á, thì clip sau thì mình sẽ in lại nhãn bìa đĩa này, sẽ làm clip in nhãn đĩa này cho các bạn xem. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Chào các bạn.